Do đó, ngày xin cầu chánh pháp của chư Phật chẳng có mọi sự chướng ngại, chân chánh đắc được đạo trí huệ giải thoát, biên dùng thành tịnh, thông đạt tất cả lý tánh sự tướng mười pháp giới. Bồ Tát làm như thế như thuở xưa Bồ Tát Đại Thế Đức, Bồ Tát Thắng Đức Vương và vô lượng các đại Bồ Tát khác. Các ngài đều vì cầu chánh pháp cho đến rất ít dù chỉ một chữ. Các ngài cũng đều thà xả bỏ đầu mắt tùy não bên trong, bên ngoài xả bỏ đất nước vợ con. Nếu Bồ Tát thấy có vị thiện tri thức có thể vì ngài nói chánh pháp thì ngài nhất định cung kính lễ bái, năm thể sát đất, đầu, hai tay, hai chân, trong tâm chánh niệm chánh pháp của ba đời chư Phật nói, pháp hỷ sung mãn, một lòng chuyên chú ưa thích tu tập. Ngài sẽ đang tu tập như thế, tuyệt đối chẳng ngụy trang biểu hiện, cầu lấy tính tâm lợi ích phong phú của người thế gian. Bồ Tát chẳng tham đồ hư danh và lợi dưỡng của Thế Tổ. Ngài xả bỏ hết ngôi vua, giàu có nhất, tôn quý nhất thế gian, sao lại từ bỏ những danh văn lợi dưỡng của Thế Tổ? Ngài vì cầu ngôi pháp vương tự tại của Phật mới làm như thế. Đối với tất cả dục lạc thế gian, ngài đã chẳng còn chút dục niệm nào. Ngài đem chỗ cầu đắc được thế pháp tu chứng được dưỡng lớn thân ngài, thấm nhận tâm bồ đề giác đạo của ngài, vĩnh viễn liệt khỏi tất cả lời lẽ hành vi hư vọng của thế gian, an trụ nơi cảnh giới chánh pháp, không có hí luận, chân thật thanh tịnh vô vi của chư Phật. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích huệ thí, tất cả đều xả bỏ, nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ được hết thảy, trong tâm chẳng hối tiếc, nguyện cho tất cả chúng sinh thường cầu chánh pháp, không tiếc thân mạng, độ tự sanh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích của pháp, dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh được lòng muốn pháp lành, tâm thường vui thích chánh pháp của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh vì cầu Phật pháp xả bỏ được thân mạng cùng với ngôi vua, tâm lớn tu tập vô thượng bồ đề, nguyện cho tất cả chúng sinh tôn trọng chánh pháp, thường ưa thích thâm sâu chẳng tiếc thân mạng, nguyện cho tất cả chúng sinh hộ trì pháp rất khó đắc được của chư Phật, thường sinh tu tập, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được bồ đề quang minh của chư Phật, thành tựu hạnh bồ đề chẳng do người khác mà ngộ, nguyện cho tất cả chúng sinh thường quan sát được tất cả Phật pháp, nhổ trừ mũi tên nghi hoặc, tâm được an ổn. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài xả bỏ quốc thành để cầu chánh pháp, vì muốn khiến cho chúng sinh thấy biết viên mãn, thường được trụ nơi đạo an ổn. Vì đại Bồ Tát đó cầu chánh pháp, ngài phát tâm đại Bồ Đề, học tinh thần ít có của các đại Bồ Tát thuở quá khứ, vì pháp quên mình xả bỏ nội ngoại tài. Do đó ngài đem căn lành tụ tập hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh thường hoan hỷ làm công đức bố thí, đem tất cả khả năng của mình để bố thí, lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể huệ thí hết thảy nội ngoại tài, trong tâm tuyệt đối chẳng hối tiếc, lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết phải thường cầu chánh pháp, vì cầu chánh pháp mà không tiếc thân mạng, và có thể thí xả tất cả vật chất duy trì mạng sống, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích của chánh pháp, giải trừ hết lòng nghi hoặc của chúng sinh đối với Phật pháp, lại nguyện cho tất cả chúng sinh có tâm cầu pháp lành, luôn luôn hoàn hỷ nghe chánh pháp của chư Phật, lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể vì cầu chánh pháp mà xả bỏ được thân mạng và ngôi vua cao quý, phát tâm nguyện lớn tu tập vô thượng bồ đề giác đạo như các đại bồ tát thuở xưa, lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết sự tôn trọng chánh pháp, thường vào sâu được chánh pháp, hoan hỷ ưa thích chánh pháp chẳng tiếc sinh mạng, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, thường sinh tu tập vi diệu, pháp vi diệu rất khó gặp của chư Phật nói, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể đắc được quang minh bồ đề giác đạo của chư Phật, thành tựu quả đức bồ đề giác đạo chẳng nhờ người khác mà minh bạch, tự mình tự tu tự ngộ, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đối với tất cả Phật pháp thường quán hành tương ưng, thấu đạt thật tướng các pháp, nhổ trừ hết thảy mũi tên hoài nghi trong tâm, từ đó tin mà không nghi, an ổn tự tại. Đó là đại Bồ Tát hồi hướng căn lành tu tập cho chúng sinh khi ngài cầu chánh pháp xả bỏ thân mạng quốc thành vợ con, và hy vọng chúng sinh ở chỗ thấy hiểu, tức cũng là phương diện tin hiểu, đều được viên mãn thông đạt, sinh khởi chánh tri chánh kiến, an ổn hoan hỷ tu hành Phật đạo. Phật tử đại Bồ Tát làm ông vua lớn nơi pháp tự tại, khắp ban hành sắc lệnh khiến dứt trừ nghiệp giết hại trong cõi Diêm Phù Đà thành ấp tụ lạc, tất cả sự giết hại thảy đều cấm dứt trừ,
lại không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, đủ thứ lại bố thí khắp không sợ hãi, không có tâm lường gạt, rộng thu tất cả hạnh của Bồ Tát, nhân từ thương xót loài vật, không làm hại phiền não đến kẻ khác, phát tâm diệu bảo an ổn chúng sinh, ở chỗ chư Phật tập trí ưa thích, trí huệ thâm sâu, thường tự an trụ nơi ba thứ giới thành tịnh, cũng khiến cho chúng sinh an trụ như thế. Đại Bồ Tát khiến các chúng sinh trụ nơi năm giới vĩnh viễn giết trừ nghiệp, giết hại. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát, ngài thị hiện làm ông vua một nước lớn, chuyển luân thánh vương, ngài đều căn cứ theo đạo lý Phật pháp trị quốc dạy dân. Ngài dùng phương pháp phương tiện khéo léo nơi pháp nhậm vận tự tại, khắp giáo hóa thần dân phát tâm đại từ bi, thí hành nhân chính sắc lệnh toàn quốc trừ bỏ nghiệp giết hại. Trong cõi Diêm Phù Đề, thành ấp tụ lạc, nông thôn, tất cả việc giết hại thảy đều cấm chỉ hết, dứt tuyệt sự giết hại, chẳng những không thương hại đối với con người, mà cho đến hết thảy động vật cũng không được giết hại, như loài bò sát không chân, con người và phi cầm hai chân, và súc sinh bốn chân, loài trùng nhiều chân, phàm là động vật có mạng sống thảy đều thí cho họ, chẳng có tâm kinh hãi sợ sệt, được sự bảo hộ an toàn, chẳng có sự nguy hiểm bị giết hại. Giáo hóa nhân dân thương yêu lẫn nhau, không có tâm lường gạt chiếm đoạt, rộng tu tất cả hạnh mà các Bồ Tát tu, dùng tâm nhân từ ái hộ tất cả chúng sinh hữu tình, không xâm phạm đến họ, cũng không làm cho họ sinh khổ não, phát tâm từ bi chân thật, khiến cho tất cả chúng sinh đều được sống an ổn, không sầu lo. Tại đạo tràng của Phật, luôn nghe chánh pháp, y giáo phụng hành, lập chí nguyện lớn, ưa thích làm tất cả Phật sự, thường thường an trụ ở trong ba loại giới thanh tịnh: một, nhiếp giới; một, giới nhiếp pháp lành; hai, giới nhiếp luật nghi; ba, giới lợi ích tất cả chúng sinh. Cũng chỉ dạy chúng sinh làm người điều lành, tâm chẳng thối lùi, chẳng thọ sự dụ dỗ của ngoại đạo, an ổn tự tại sinh hoạt nơi cảnh giới thanh tịnh. Ông vua Đại Bồ Tát này cũng khiến cho nhân dân toàn quốc đều thọ năm giới, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mỗi người đều tin sâu Phật pháp, an phận giữ mình, xã hội an ninh, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết. Hơn nữa cũng chẳng có việc đau bình hùng ác phát sinh, đó gọi là nhân gian tịnh độ, tức là hòa vui thái bình như thế. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đầy đủ trí huệ, vĩnh viễn bảo vệ thọ mạng, chẳng có cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ vô lượng kiếp, cúng dường tất cả chư Phật, cung kính siêng tu, càng tăng thêm thọ mạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tu hành, lìa pháp giả chết, tất cả tai hại không tổn hại đến mạng của họ. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thành tựu thân, không bệnh não, thọ mạng tự tại, tùy ý mà trụ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được mạng sống vô tận, hết thuở vị lai, trụ hạnh Bồ Tát, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm cửa thọ mạng, mười lực căn lành tăng trưởng ở trong đó. Bồ Tát đem căn lành giáo hóa chúng sinh dứt tuyệt nghiệp giết rồi, hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều phát tâm đại từ đại bi, vì xả rộng lớn, xả mình vì người như vậy. Mỗi người học Phật đạo nhất định phải phát tâm Bồ Tát, nghĩa là phải có tâm và độ lượng của Bồ Tát. Chúng ta đừng nói đến sự cao thâm, hãy nói việc bình thường ở trước mắt, ví như đạo tràng sạch sẽ, tùy tay thu lượm tất cả vật nhơ bẩn, đó là việc nhẹ mà dễ dàng. Mỗi lần pháp hội kết thúc rồi, đều có nhiều nơi cần phải quét dọn, lúc đó phải tự động đi làm. Trong tâm đừng có ý niệm đó không phải việc của tôi, sư phụ chẳng kêu tôi làm. Trong đạo tràng tất cả đều phải tự động, tự phát. Đừng nghĩ rằng đó là việc của ai, phải tự động đi làm càng nhiều càng tốt. Tu hành chẳng phải chỉ giới hạn tham thiền tụng kinh, mà là tùy thời tùy lúc tu hành, đừng có tâm phân biệt nhiều như thế. Càng đừng có tranh quyền đoạt lợi, tranh làm lãnh tụ chi phối người khác, ở trước mặt sư phụ cầu biểu hiện việc làm hư vọng không thật, đó không thể gọi là người tu hành. Trước kia khi tôi làm sa di, mỗi lần tôi đến đạo tràng đều làm việc mà người khác không làm. Việc đại chúng cùng làm thì tôi cũng chẳng ở sau người. Những công việc biểu hiện có danh có lợi tôi chưa từng tranh với ai. Chúng ta tu hành biện đạo quan trọng nhất là chân đạp thật trên đất, tất cả hướng về chân thật mà làm. Đạo tràng đúng đắn, sạch sẽ, tức là trang nghiêm đạo tràng,
Tín chúng đi đến thấy hoàn cảnh sạch sẽ, thọ được không khí sạch sẽ, cũng khiến cho họ phát tâm Bồ Đề lập tâm hướng đạo. Tâm Bồ Tát là mình lợi người, từ bi làm mục đích. Chúng ta học Phật thì phải học tâm hạnh của Bồ Tát. Hy vọng mọi người hãy mau phát tâm Bồ Đề, sớm thành đạo quả Bồ Đề, xa lìa ngu si, từ bỏ chút thông minh, tự cho mình là cao minh. Thật tâm tu học Phật Pháp mới có thể đầy đủ trí huệ, dứt tuyệt tất cả ý niệm giết, nghiệp giết, mới có thể vĩnh viễn bảo toàn thọ mạng, chẳng có khi nào cùng tận. Thọ mạng đó chẳng phải nói nhục thân thọ mạng và tuổi thọ trường sinh bất tử của thế gian, mà là nói pháp thân huệ mạng vĩnh viễn chẳng cùng tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thọ mạng dài vô lượng kiếp, ở trong vô lượng kiếp đều cúng dường mười phương chư Phật, vì cung kính cúng dường chư Phật, lại sinh tu tất cả Phật Pháp, cho nên càng tăng thêm thọ mạng, đắc được vô lượng thọ và vô lượng quang. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu tập viên mãn 84.000 pháp môn và lục độ phạn hạnh, dứt hẳn tham dục ái trước và vô minh, chứng được vô sinh pháp nhẫn, lên được bậc Bồ Tát, thì xa lìa pháp khổ sinh già bệnh chết, tất cả tai nạn độc hại cũng không thể xâm phạm vào mạng sống của họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thiền tu các pháp, thấu đạt các pháp, thâm nhập các pháp, tu đầy đủ tất cả Phật Pháp, đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, tự nhiên trở thành thân tâm kim cang tiểu thư. Thân chẳng thọ bệnh ma ràng buộc, tâm cũng chẳng thọ mê hoặc của bất cả, của tất cả dị luận. Thọ mạng đắc được tự tại rồi, thì sinh tử do mình khống chế, đến đi tự như, tùy theo nguyện lực của mình mà thọ sinh đã vượt ra khỏi ba cõi, vua Diêm Vương chẳng quản lý được nữa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thọ mạng lâu dài vô cùng vô tận, hết thuở vị lai trong tất cả kiếp, đều tu hạnh Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, an trụ nơi trí huệ của Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng giải đãi, giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh cang cường, nhiếp vào Phật đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành cửa thọ mạng, vào trong cửa này rồi thì vĩnh viễn không chết. Mười thứ căn lành lực dụng ở trong cửa thọ mạng, tùy theo thời kiếp, càng ngày càng tăng trưởng thêm nhiều. Nguyện cho tất cả chúng sinh căn lành đầy đủ, được mạng vô tận, thành tựu viên mãn nguyện lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thấy chư Phật, cúng dường thừa sự trụ mạng vô tận, tu tập căn lành. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ Như Lai khéo học chỗ đáng học, được niềm vui của thánh pháp, thọ mạng vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh mạng căn thường trụ, không già không bệnh, dũng mãnh tinh tấn và trí huệ của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát trụ nơi ba tụ tịnh giới, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết, vì khiến cho chúng sinh được trí huệ viên mãn mười lực của Phật. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm các điều lành, không làm điều ác, đầy đủ hết thảy căn lành, đắc được thọ mạng chẳng cùng tận, viên mãn tất cả nguyện lớn đã phát. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thấy chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự hết thảy Phật sự, được thọ mạng vô cùng tận, tu tập pháp lành, làm các việc, làm các nghiệp lành, rộng tích tập căn lành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong đạo tràng của Phật khéo học tập tất cả thánh pháp đáng học, pháp thành Phật, được niềm vui vô thượng, thọ mạng vô tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được mạng căn không già, không sinh bệnh, vĩnh viễn không hoại, mà còn dũng mãnh tinh tấn và sâu biển trí huệ của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát an trụ trong ba tụ tịnh giới, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết. Ngài hy vọng mỗi chúng sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, có thể được diệu dụng mười lực của Phật, cũng có thể viên mãn trí huệ của Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ôm lòng tàn nhẫn, làm tổn hại người và súc sinh, hết thảy thân nam, khiến cho thân thiếu khuyết, thọ các khổ độc. Bồ Tát thấy việc đó rồi, phát tâm đại tử bi, thương xót cứu vớt, khiến cho tất cả nhân dân trong cõi Diêm Phù Đề đều xả bỏ nghiệp đó. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài nhìn thấy lòng của một hạng người rất tàn nhẫn, từ việc tổn hại người và súc sinh thân nam, khiến cho thân thể người và súc sinh bị tàn phế và đau khổ. Bồ Tát thấy tình hình đó rồi, trong tâm chẳng nhẫn, sinh khởi tâm đại tử bi thương xót họ, quyết tâm cứu độ họ. Do đó khiến cho nhân dân cõi Diêm Phù Đề từ đó về sau từ bỏ nghiệp ác, tàn hại người và súc sinh thân nam.
Bấy giờ Bồ Tát nói với họ rằng, sao ông lại làm nghiệp ác đó? Tôi có kho tàng trăm ngàn vạn ức tất cả đồ vui, thảy đều đầy rẫy, tùy ý ông cần, tôi đều cho ông hết. Việc của ông làm do các tội sinh ra, nay tôi khuyên ông đừng làm việc đó nữa. Nghiệp của ông làm chẳng hợp đạo lý, lợi ích việc làm của ông đắc được không thể dùng được, tổn người lợi mình chẳng có ích gì. Việc ác như thế chẳng phải pháp lành, tất cả Như Lai đều chẳng khen ngợi. Lúc đó Bồ Tát nói với người tàn hại người và súc sinh hình nam rằng, tại sao ông lại làm những nghiệp ác đó? Nếu như ông vì vàng bạc thì tôi có rất nhiều kho tàng, trong đó chứa đầy vàng bạc châu báu. Nếu ông cần phẩm vật đổi tư lương hoặc cần đồ chơi thì trong kho của tôi đều có, tùy sở thích của ông mà lấy, tôi đều cho ông. Hiện tại ông làm những việc giết hại người và súc sinh, bao nhiêu tội nghiệp đều do đó mà phát sinh, tương lai ông sẽ thọ ác báo lớn. Cho nên hiện tại tôi khuyên ông đừng làm những việc ác tán thiên hại lý đó nữa. Như hiện tại những việc ác đó chẳng hợp với đạo lý, dù ông có được nhiều lợi ích, đó lại có công dụng gì? Những việc tổn hại kẻ khác để lợi mình, bất cứ nói như thế nào cũng không đúng, giống như hành vi tội ác như thế, đồng với tất cả hạnh ác bất thiện khác. Tương lai khi tội ác đầy rẫy thì nhất định quả báo sẽ lợi hại nhất. Chư Phật cũng chẳng khen ngợi ông, cũng không thể cứu độ ông. Bồ Tát nói như thế rồi, bèn đem hết thảy tất cả đồ vui bố thí cho hết, lại đem lời lành vì họ nói diệu pháp, khiến cho họ vui mừng, đó là khai thị pháp tịch tĩnh, khiến cho họ tiên thọ diệt trừ bất thiện, tu hành tịnh nghiệp cùng khởi tâm từ, chẳng tổn hại nhau. Người đó nghe rồi, vĩnh viễn bỏ việc tội ác. Bồ Tát nói pháp cho người tàn hại người và súc sinh thân hình nam rồi, lập tức đem hết thảy tất cả vật tư sanh và các đồ vui chơi bố thí hết cho người đó, để làm thỏa mãn nguyện vọng của họ. Sau đó lại dùng lời hòa dịu, phương pháp khéo léo triển dương từ bi hỷ xả Phật pháp vi diệu, khiến cho họ nghe rồi trong tâm rất hoan hỷ, lại đối với họ khai thị lợi ích của pháp tịch tĩnh, hướng dẫn họ tu học Phật pháp, làm cho họ sinh tâm tin sâu, thọ trì không giải đãi, giáo hóa họ từ đây diệt trừ tất cả ác tính ác hạnh và nghiệp giết bất thiện trong quá khứ, tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Đối với người và tất cả súc sinh, sinh khởi tâm từ bi thương lẫn nhau, đó đây cũng chẳng tàn sát lẫn nhau nữa. Người đó nghe rồi thống thiết hối cải, vĩnh viễn xả bỏ tất cả tâm niệm và hành vi tội ác, phát nguyện làm lại con người mới, xả bỏ nghiệp ác tàn hại người và súc sinh thân hình nam. Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ thân hình phương trượng, thành tựu tướng mã âm tàng của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ thân người nam, phát tâm dũng mãnh tu các phạm hạnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ sức dũng mãnh, luôn làm chủ đạo, trụ trí vô ngại, vĩnh viễn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ thân đại trượng phu, vĩnh viễn lìa tâm dục chẳng có nhiễm trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu pháp người nam lành, trí huệ tăng trưởng, được Phật khen ngợi. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp được đầy đủ sức lực của bậc đại nhân, thường tu tập 10 lực căn lành. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn chẳng hư hoại mất thân người nam, thường tu pháp phước trí trời tưởng có. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong năm dục không ràng buộc, tâm được giải thoát, nhằm lìa ba cõi trụ hạnh Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bậc phương trượng trí huệ bậc nhất, tất cả đều tin sùng phục tùng sự giáo hóa của họ. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ trí huệ Bồ Tát trượng phu, chẳng lâu sẽ thành vô thượng đại hùng. Bồ Tát bố thí vô lượng tài vật châu báu và bố thí pháp vi diệu cho người đó rồi, lại đem căn lành công đức của Ngài bố thí hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn đầy đủ thân hình người nam, thành tựu tướng mã âm tàng giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có đủ thân hình người nam hoàn mãn không thiếu khuyết, biết phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành tất cả hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có đủ nguyện lực dũng mãnh bố thí, dũng mãnh vô úy, luôn luôn làm người lãnh đạo của chúng sinh, nương tựa thông đạt đại trí huệ vô ngại, vĩnh viễn chẳng thối chuyển về hàng nhị thừa hoặc phàm phu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân đại trượng phu viên mãn đầy đủ, vĩnh viễn lìa tâm niệm tham dục, chẳng có hành vi ô nhiễm không chánh đáng, cũng chẳng chấp
trước tà tri tà kiến dị luận ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều trở thành người nam lành, phẩm đức tốt đẹp, tướng mạo đoan chánh, trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, được chư Phật khen ngợi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có đủ sức lực của bậc đại nhân, người có đại giác đại trí đại nguyện thì gọi là bậc đại nhân, cũng có thể nói là Bồ Tát. Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều có trí huệ và nguyện lực của bậc đại giác, thường tu tập 10 lực căn lành của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn chẳng thối mất tâm nguyện lực kiên quyết của người nam, vĩnh viễn chẳng hư hoại hình thể bên ngoài của nam tính. Người nữ như có ý chí kiên cường của nam tính, cạo đầu xuất gia, thọ giới cụ túc, hoằng pháp lợi sinh làm Phật sự, cũng có thể được tôn làm người nam lành giống nhau, đại trượng phu. Ngược lại, người nam mà chẳng có hùng tâm trí lớn, nhu nhược bất tài, tuy thân hình là người nam, nhưng nhu nhược như người nữ không khác. Bồ Tát hy vọng chúng sinh không hư hoại mất hình thể người nam, mà trong tâm thường biết tu pháp chưa từng có, cầu phước huệ đầy đủ. Pháp chưa từng có tức là thân tâm thanh tịnh, chẳng có tư tưởng hành vi tham ái dâm dục, thậm chí một niệm cũng không sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đối với năm dục trong cõi hồng trần, tài sắc danh an ngủ hoặc sắc thanh hương vị xúc, sự hưởng thụ chẳng thanh tịnh này, chẳng tham ái trầm mê, chẳng chấp trước, tâm chẳng bị năm dục ràng buộc, như thế sẽ được giải thoát, minh bạch thọ, tức là khổ đối với ba cõi, sinh tâm nhàn lìa. Lúc nào cũng nghĩ đến muốn xa lìa nhà lửa này, chỉ có tu học hạnh Bồ Tát, an tâm trụ nơi trí huệ của Bồ Tát. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành bậc đại trượng phu trí huệ bậc nhất, thông đạt chân lý, chẳng làm việc hồ đồ, minh biện thị phi, chẳng sinh tư tưởng điên đảo, tâm tính bình hòa, chẳng có vô minh phiền não, bình đẳng từ bi hỷ xả, chẳng có oán địch, có đức hạnh toàn mỹ như vậy, thì những người gần gũi bạn, nam nữ già trẻ, nghe danh mà đến nương theo bạn, người thiện ác tốt xấu, đều đến tiếp thọ sự giáo hóa của bạn, tin theo lời dạy của bạn, tức khiến cho người tôn giáo khác can cường khó điều phục, làm 10 điều ác. Họ đều đến chỗ bạn bởi cảm chiêu đức giáo hóa của bạn mà quy y nơi chân lý bát chánh đạo, đó tức là bậc trượng phu trí huệ đệ nhất. Tất cả tín ngưỡng họ, phục tùng sự giáo hóa của họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ trí huệ và tâm từ bi của Bồ Tát, lại có khí khái dũng mãnh của bậc đại trượng phu quang minh lỗi lạc, tương lai không lâu có thể sẽ trở thành một vị đại anh hùng tối cao vô thượng nhất, giống như Đức Phật. Trên trời dưới nhân gian, Ngài là tôn quý nhất. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài cấm tuyệt tất cả hủy hoại thân hình nam, vì khiến cho chúng sinh đủ thân hình đại trượng phu đều thủ hộ các điều lành của đại trượng phu, sinh vào nhà hiền thánh trí huệ đầy đủ, thường sinh tu tập hạnh thủ thắng của đại trượng phu, có dụng của đại trượng phu, khéo hiền bày bày đạo của đại trượng phu, đầy đủ giống lành trượng phu của chư Phật, chánh giáo của đại trượng phu, dũng mãnh của đại trượng phu, tinh tấn của đại trượng phu, trí huệ của đại trượng phu, thanh tịnh của đại trượng phu, khắp khiến cho chúng sinh rốt ráo đều được. Ở trên vừa nói là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát làm pháp thí, Ngài cấm tuyệt tất cả nghiệp ác hủy hoại thân hình nam, khuyên những người làm ác đó cải ác hướng thiện. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh có đủ thân hình và đức hạnh của đại trượng phu, do đó đại trượng phu hai tay khai mở đường sinh tử, đấng nam nhi hai mi phá tan ải danh lợi, càng có thể dùng tinh thần không sợ hãi bảo vệ các điều lành của đại trượng phu. Phàm là người nam có phẩm đức như thế đều có thể sinh vào nhà hiền thánh, bậc đồng với thánh hiền đầy đủ tất cả các loại trí, thường hay khuyên tấn tu tập hạnh thủ thắng của đại trượng phu, như trong kinh nói: tướng đầy đủ thân hình trượng phu, huệ đầy đủ, trí huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, thắng hạnh trượng phu. Lại có đại dụng của trượng phu. Đại dụng của đại trượng phu: một, gần gũi thiện tri thức, phát tâm đại bồ đề. Một người có căn lành, có trí huệ thì biết gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức, được vô lượng pháp ích, thành tựu được lớn dụng lớn. Hai, lắng nghe chánh pháp. Nếu muốn hoàn thành đại dụng của đại trượng phu thì phải thường nghe chánh pháp mới có thể tăng trưởng văn huệ, cho nên phàm là khi có thiện tri thức thuyết pháp nhất định phải đi nghe, lắng nghe chánh pháp. Ba, suy ngẫm nghĩa lý. Nghe chánh pháp rồi nhất định phải suy ngẫm nghĩa lý, nghiên cứu thâm sâu,
đó là thành tựu công phu tư huệ. 4. Như lời nói mà tu hành, công phu nghe và suy ngẫm đều làm được rồi, tiếp theo là phải như lý tu hành. Cổ nhân có nói, ngồi mà nói chẳng bằng đi mà hành. Nếu chỉ biểu hiện cầu ngoài ra, hành vi lại trái với đạo thì đó chẳng phải là đại trượng phu, cũng chẳng thể xưng là đệ tử Phật. Nếu chúng ta muốn làm đệ tử Phật chân chánh, muốn phát đại dụng của đại trượng phu, thì chúng ta phải như lý tu hành, đạp vững trên đất tu hành. Đó là thành tựu công phu tu huệ. Đại trượng phu dùng 4 điểm tránh yếu. Thứ nhất là phải gần gũi thiện tri thức, vì gần gũi thiện tri thức mới thành tựu văn tư tuy. Văn tư tu, nghe, suy ngẫm, tu hành. Ba huệ Phật học mới hiện ra đại dụng của đại trượng phu. Do đó có thể thấy người tu học Phật đạo quan trọng là phải gần gũi thiện tri thức. Đại trượng phu còn có lối giải thích khác. Một, tự chánh hay chánh tín không thay đổi. Hai, chánh tha hay tùy cơ thọ pháp. Ba, hay tùy đáp vấn, tấn tốc trả lời vấn nạn. Bốn, khéo giải nhân duyên, minh bạch tất cả nhân duyên của chúng sinh, khéo hiển bày bảy đạo của đại trượng phu. Bồ Tát hy vọng chúng sinh biết dùng phương pháp phương tiện khéo léo hiển bày ra một bậc trượng phu có đủ bảy thứ đặc điểm, hoặc nói là bảy điều kiện phải có đủ. Hiện tại chiếu theo pháp thế gian cử ra bảy điểm. Một, tuổi thọ sống lâu, thọ mạng lâu dài, sống lâu ở đời. Hai, sắc đẹp đoan nghiêm, tướng đầy đủ, sắc đầy đủ, xuất gia trang nghiêm. Ba, không bệnh, ít phiền não, thân thể khỏe mạnh, an lạc, tự tại, chẳng có phiền não. Bốn, chẳng phải nô bộc, chẳng phải người nữ, chẳng phải người nô bộc, cũng chẳng phải thần người nữ. Năm, trí huệ mãnh lợi, có đại trí huệ siêu quần. Sáu, lời nói uy nghi, nói lời nói có trọng lượng, không nói thì thôi, nói ra thì kinh người, trong khí chất tự nhiên chảy ra khí thế không nộ mà uy, khiến cho người kính sợ. 7. Có đại tông diệp, tức là xuất thân từ danh môn quý tộc. Ngoài ra còn có một lối nói pháp, tức là 7 thứ đạo 7 hiền. 1. Hay tùy tín hành, tùy theo tâm tin tu hành. 2. Tùy pháp hành, nương vào chánh pháp tu hành. 3. Tin hiểu tất cả chân lý Phật pháp. 4. Kiến trí, có chánh kiến vào sâu các pháp thật tướng. 5. Thần chứng ngộ diệu ý của các pháp. 6. Huệ giải thoát, là nương theo trí bát nhã thấu đạt sự lý của pháp giới, đắc được tự tại chân chánh. 7. Đều giải thoát, tất cả hết thảy đều nhìn xuyên thủng buông xả tự tại, đạt được cảnh giới giải thoát, không chấp không nương tựa. Có 7 thứ đạo này mới đáng gọi là đại trượng phu. Có những điều kiện ưu tú vừa nói ở trên thì đầy đủ nhân duyên hạt giống sinh vào nhà chư Phật, có thể làm đệ tử tốt nhất của chư Phật, có thể thừa gia nghiệp của chư Phật, tương lai nhất định sẽ viên mãn quả vị Phật. Bồ Tát đã từng thọ qua chánh giáo nhân cách của đại trượng phu, Ngài lại đem chánh giáo đại trượng phu giáo hóa tất cả chúng sinh, càng hy vọng chúng sinh đều có thể đắc được đại trượng phu chánh giáo, lại có khí tiết dũng mãnh của đại trượng phu, lại có chánh tinh tấn của đại trượng phu, lại có trí huệ thổ thắng của đại trượng phu. Tất cả hành vi đều nương theo trí mà hành, tuyệt đối chẳng phải hạng người hữu dũng vô mưu, lại có phẩm đức cao thượng của đại trượng phu, thân tâm không dơ trong ngoài thanh tịnh. Bồ Tát có đức tốt như vậy, cho nên Ngài cũng hy vọng chúng sinh đều có đủ những đức tốt đó, trở thành giống lành đại trượng phu của chư Phật. Người nam lành toàn mỹ, bậc nhất trên thế gian, tâm Bồ Tát như thế, chúng ta làm thế nào để không phụ lòng hy vọng của Ngài, làm thế nào để báo đáp ơn đức của Ngài trong muôn một